Chào là mình đi kính chào cô chú anh chị. Hôm nay mình sẽ dạng vô gạo để phát cho những cô chú anh chị đi bán vé số. Mình vừa qua mình cũng có phát đợt vô cô chú. Hôm nay có anh Mạnh Thường Quân anh tài trợ. Đó là anh Lợi ở Đồng Nai. Anh tài trợ để phát cho bà con tiếp tục. Thì cũng như đợt rồi 5 kg gạo với phần quà là mì với dầu ăn. Thì hiện giờ mình cùng với ba vợ với mẹ vợ với có bà về ở sớm tiếp tay đang vô gạo đang ngày mai đang phát. Mình quay lên cho cô chú anh chị xem. Cái này phải căng lại, căng cho đủ để vô người ít người nhiều. Số lượng này có đợt rồi phát 20 phần quà, đợt này phát lên nữa, đợt này phát 25 phần quà. Đợt rồi phát cho cô chú mà cô chú lại đông quá không đủ. Và đợt này mình phát nhiều hơn. Đó, mình vô bọc ra chục gói thôi. Chục gói với chai mì, chai dầu ăn. Đây là nhà của ông già già hơn. Mượn nhà ông để phát cho gần bà con đi rảnh dễ. Nhà mình trú dưới kia. Nhà của ông Nhật Gia. Mua bao 5 kg mà không có bao 5 kg, không bao này 10 kg. Cái này không có mua nó, cái này ta cho luôn. Có nhiều thì đem hết chứ đâu nữa. À, có cái bọc đó, cái bọc đó có bọc, có cái bọc mì giống đó. Đâu rồi, lấy chưa? Mì chăm xuống rồi mà, nó có bọc mì nó có chai dầu ăn cho nó nha bạn. Chuyển lại cho nghe. Bỏ vô nữa đó nha, đừng hay ăn đó. Nãy giờ ta bọc mì rồi. Một thùng là nhiêu chai?
trồng trái vậy? 25 chai. Không ra. Đây cái là đợt này đi gầm tháng 7 phát đợt nữa. Lại anh kêu cho một thùng mì đi, thấy thùng mì mình cho ít quà, có 20 phần à. Mấy người kia thiếu, thấy tội nghiệp thôi chia ra bớt mà mì lại mình tăng gạo lên. Tăng gạo lên nha. Thì 25 phần đó dạ. Như 20 phần 25. Như tờ phát có 20 à. Đợt này phát có 25 phần. Dạ nhỏ không nhỏ, nhỏ thôi. Nhỏ kìa, ta xúc vô, nhẹ lọt. Đợi chiều đâu mà. Ngồi xuống đây cho khỏe. Trời. Ngồi xuống đây. Đúng rồi, 24 chai, 24 chai. 24 chai, 24 chai lẻ.
không không 12 chai hả? Mày lấy như 1 chai thôi. 4 lon sao thiếu? Chỉ 1 chai để cho mày. Rồi sao thiếu? Cho kỳ. Chừng nó bãi vô sao? Cho chừng vô lộn. Hai má già. Mày cho mày giặt có mà tao để từ từ ra mày già vô lộn mọi người. Đâu mà lấy. Đếm lại mới được. Đấy chứ. Một chai lẻ ngoài với cái thùng đó là đủ rồi chứ. Vừa đủ. Để vô từ bọc thùng chai. Thì tôi để. Thì tôi để rồi mà không có lấy. Lẻ vô thùng thiếu chai. Đây là hai chai nè. Bỏ giữa hai chai vậy là mày vậy đó không không sợ bà cái ông đây ra cái này chạy đi ra chạy đi để chưa quanh góc và hai cháu lỗi bỏ bốn mắt còn thiếu chính xác bốn con mắt đó thôi. Cái bà đã ốm dùng đất đất cô đó hả cô vú có tưởng nó đất nào ở mà như không lúc mới phát thì nó uôn cục không biết anh tính là gầm tháng 7 là phát đợt nữa. Thôi cô người ta kêu gì thì mình mặn nấy đi con ơi. Mình phải tranh thủ nè. Vậy phát mình phát giờ. Hết luôn đi phần này bột kia. Ủa này thiếu phải. Điếm bao nhiêu tôi lẻ này như sao? Đưa vậy bao này do 25 cái đủ rồi. Để ra ra đủ không? Sao mà thiếu à? Nó còn thiếu rồi. Và cái mấy? Và cái 6 à? Nha. Tại rồi. Để sau lưng giả qua à? Tại cái 8 à? Thôi vô xin xúc của mình mới đi. Hả? Xúc bà mới đi mẹ rồi làm bước luôn đi. Mẹ ủa sao mà gạo kỳ vậy đi? Căng căng. Hai đứa không gửi mà. Thôi mấy để bọc này riêng đi. Phải rồi, không đi. Không trừ cái hao cái bao gì nè. Không, nó căng theo, nó căng cũng đủ đó nha. Mình cân sợ cân đây nè. Nó căng như mà đủ là mày căng cho chị. Thì 1 bao 2 bao làm trăm với cái gì hay rồi, là nữa. Rồi, mình căng, căng thử cái bao rồi. Căng thử cái bao. Căng thử cái mày căng cái này lại coi. 5kg không? 5kg không hả? Đâu căng như đâu. Nha, lấy đồ vô mẹ ơi. Mưa gì? Ừ, lát hát tôi vô mẹ. Ra đây còn 1 cơm. Tao, đi đi cho lấy vậy tao. Còn bao kia kìa. Bao kia đâu có tới đâu. Cái kia nó mà sẵn rồi. Ba cái tưởng 5kg ngoài vậy không thiếu. Ba cái chừng 300 gram gì.
đâu bên trong lại hết rồi anh. Lá bà cái bào thôi. Rồi cái xuống này cao thử ba cái bao coi. Ủa, ta thiếu một ký luôn cái đâu mà 300 gram đúng rồi. 300 gram cái đó thiếu nhiều. Hai, bốn, sáu, tám, chín, mười, mười hai, mười ba. Cái nào hết tao bỏ cây ra. Ba. Ba, mười bốn. Hai nào anh ơi? Mười sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi hai. Hai ba kìa. Ủa sao kìa? Ủa ai? Không thế. Mà tôi như đem ra ở căn liền à. Cái liền là bánh cái dưng à. Ủa này tôi, ba này tôi ăn. Ủa đủ không? Đủ không? Mày. Hả? Cái sáu là vô uống chọc gian. Ủa không? 15. Ủa đúng rồi hả? Mà tôi uống đi. Cái này 20. 13. 15. Này 4 kg 6, cái 400 gram có bằng nhiều đúng không tư? Trăm gram kẹt thôi. 400 gram. Vậy mấy trăm gram dư thiếu chút. Bữa hả là tao với ổng tham giờ chưa đi đấy. Dư một cái mà ai cho ai đó. Để căng lại xem. Chắc ở đâu? Có lại đi. Chắc là nhà. Đó luôn, dưới lên ba cái này. Ba cái này chậm lên. Nhiều. Xúc xúc gạo thêm miếng nữa vậy có gì đó. Thôi xúc gạo thêm miếng này mẹ ơi. Xúc đi. Xúc gạo. Xúc cho đủ đi. Đây đây đây. Trong cái thạc cái lu á ta. Để trong nha. 400 gram. Nhiều không? Thôi 400 gram anh bỏ vô đi ăn. Để ra nó bùng ra nó qua nó chạy. Không đủ rồi. Đúng chưa? Cái này chắc. Nhìn coi. Một ký đi. Hết luôn rồi. Rồi, đủ luôn. Rồi đủ luôn rồi đó rồi. Xong. Ủa, cái rau đây. Mưa tới luôn. Hai mươi lăm phần quà cho cô chú anh chị đi bán vé số. Mà mình mới phát với ra mình vô gạo. Mời cô chú anh chị mình ngày mai phát quà cho cô bác đi bán vé số. Mình kết thúc video. Chào cả nhà.